Kính chào quý khán giả, bây giờ là 6 giờ, thời gian dành cho chương trình Tây Đô Ngày Mới của đài chúng tôi. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022, chương trình có những nội dung chính như sau. Cần Thơ tham gia diễn đàn liên kết phát triển du lịch Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tạo ra những cầu nối liên kết hợp tác chặt chẽ cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam sau mùa dịch bệnh Covid-19. Cần Thơ thu hoạch được hơn 95.000 tấn trái cây các loại, đạt gần 58% kế hoạch. Nhóm học sinh của trường Trung học phổ thông Hà Quy Giáp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ dùng lá ổi để chế tạo nước rửa chén. Bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, diễn đàn liên kết phát triển du lịch Việt Nam diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 8 và 9 tháng 8. Diễn đàn lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra những cầu nối liên kết, hợp tác chặt chẽ cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam sau mùa dịch bệnh Covid-19. Hơn 120 doanh nghiệp có gian hàng trưng bày sản phẩm, giới thiệu các thế mạnh, sản phẩm du lịch đặc trưng để chào bán và thực hiện giao thương trực tiếp với các doanh nghiệp khác tại sự kiện liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam. Điểm nhấn của sự kiện là hai phiên thảo luận chính, xu hướng chuyển đổi số trong du lịch quốc tế sau Covid-19, thực trạng và giải pháp. Phiên thứ hai bàn về giải pháp phục hồi và phát triển du lịch quốc tế tại Việt Nam. Song song đó còn diễn ra hội thảo đào tạo nhân lực đạt chuẩn quốc tế cho các khách sạn cao cấp trong giai đoạn mới. Diễn đàn được kỳ vọng là bước khởi đầu mạnh mẽ cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận chuyển và cung ứng dịch vụ du lịch trên cả nước nói chung, hướng tới việc thu hút mạnh mẽ du khách từ thị trường quốc tế sau đại dịch. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có tờ trình về việc thông qua danh mục bổ sung 4 dự án cần thu hồi đất năm 2022 gửi Hội đồng nhân dân thành phố. Cụ thể, quận Bình Thủy có một dự án 1,63 ha và huyện Vĩnh Thạnh có 3 dự án 40 ha. Đó là dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ ở quận Bình Thủy. 3 dự án còn lại trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh gồm đường nối từ đường dẫn vào cầu Dàm Cống vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, đường nối từ quốc lộ 80 vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh và dự án khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Vĩnh Thạnh. Theo dự thảo mới đây của Bộ Nội vụ, từ năm 2024, tất cả những người đăng ký tham gia thi tuyển công chức trừ một số đối tượng phải đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó, khi tuyển dụng công chức, bắt buộc phải kiểm tra chất lượng đầu vào trừ các đối tượng sau đây. Các đối tượng được tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức xét tuyển. Người cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Người học theo chế độ cử tuyển và sau khi tốt nghiệp thì về công tác tại địa phương nơi cử đi học. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng. Đối tượng được tiếp nhận vào công chức không thông qua thi tuyển và xét tuyển, viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ công chức cấp xã, người hưởng lương trong quân đội, tổ chức cơ yếu nhưng không phải công chức, người đang là chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, chủ tịch công ty, phó giám đốc, kế toán trưởng của doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước có 50% vốn điều lệ được bổ nhiệm vào công chức để giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Người trước đây là cán bộ công chức và sau đó được điều động luân chuyển giữa các vị trí khác, không phải cán bộ công chức tại cơ quan, tổ chức khác. Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức ký kết phối hợp thực hiện chương trình vận động doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động tham gia các loại hình bảo hiểm giai đoạn 2022-2025. Các nội dung mà hai đơn vị ký kết gồm tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, ứng dụng VSSID, giám sát người sử dụng lao động và người lao động, việc thực hiện tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tuyên truyền vận động để đảm bảo trong năm 2022 có người thân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ít nhất là 80 người và có người thân của người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ít nhất là 80 người. Chỉ tiêu những năm tiếp theo sẽ được giao vào thời gian đầu năm. Thưa quý vị, ngay sau khi ký kết với Bảo hiểm xã hội về vận động chị em hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã giao chỉ tiêu cho các cấp hội phụ nữ của quận thực hiện. Sau hơn một tháng đồng loạt ra quân vận động, hội đã đạt được một số kết quả khả quan. Tại buổi lễ ra mắt mô hình nuôi heo đất tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa qua, sau khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều tuyên truyền về lợi ích mức đóng bảo hiểm hàng tháng,
16 chị em là chi hội trưởng và hội viên đã mua bảo hiểm xã hội tự nguyện cho bản thân và người thân gia đình với mức đóng thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng và cao nhất là 594.000 đồng một người một tháng. Tôi tham gia bảo hiểm xã hội vì là mình còn trẻ, mình còn sức khỏe, mình có thể tạo ra được cái nguồn thu nhập để mình đóng bảo hiểm để sau này khi mà mình hưu trí, mình có thể nhận được cái phần lương hưu tốt cho gia đình mình. Mình sẽ cố gắng đóng cái số bảo hiểm hàng tháng đúng với cái mức lương mà mình đã tham gia. Trong những ngày qua, nhóm tư vấn của phụ nữ phường An Nghiệp đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động nhằm tuyên truyền về tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến các hội viên. Được hưởng lương hưu nè, với lại mình được hưởng bảo hiểm là 95%. Cô sẽ tham gia mà để bàn với lại gia đình coi tham gia bao nhiêu người. Đồng loạt ra quân và tuyên truyền đến người dân và người thân của người thân trong gia đình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì trong đó việc thực hiện đến nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã vận động được 3 thẻ. Năm 2022, chỉ tiêu hội ký kết với bảo hiểm xã hội là 55 thẻ. Sau hơn một tháng triển khai, các cấp hội đã vận động được 27 người tham gia. Ra quân, tuyên truyền, vận động họ cán bộ, hội viên để làm sao cán bộ, nhất là những chị là chi hội trưởng ở các phường thì các chị phải là gương mẫu, phải nhận thức được tầm quan trọng khi mà mình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Có thể thấy, trong bối cảnh công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn gặp nhiều khó khăn, việc Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều tổ chức ra quân tuyên truyền vận động hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã mang lại hiệu quả bước đầu tích cực, tạo tính linh hoạt trong các giải pháp truyền thông phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của ngành bảo hiểm xã hội thành phố, qua đó góp phần đảm bảo an sinh trên địa bàn. Theo báo cáo chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, vừa được Tổng cục Thống kê công bố, theo Vùng Kinh tế, vùng Đông Nam Bộ dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp và số lao động. Theo đó, vùng Đông Nam Bộ có 281.100 doanh nghiệp, chiếm hơn 41% số doanh nghiệp cả nước, thu hút 5.400.000 lao động, chiếm hơn 36% tổng số lao động làm việc trong doanh nghiệp. Đồng bằng sông Hồng là trung tâm kinh tế lớn thứ hai cả nước, tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Đứng thứ tư là vùng đồng bằng sông Cửu Long với 50.900 doanh nghiệp, chiếm 7,4%, thu hút 1.200.000 lao động, chiếm 8,1%. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, hiện tổng diện tích vườn cây ăn trái của thành phố là 23.683 ha, đạt hơn 97% kế hoạch năm 2022, sản lượng thu hoạch được hơn 95.000 tấn trái cây các loại, đạt gần 58% kế hoạch. Theo đó, trên địa bàn thành phố đã hình thành nhiều vùng sản xuất cây ăn trái tập trung chuyên canh như nhãn, mận, vú sữa với trên 10.390 ha, sản lượng trên 100.000 tấn. Qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, gắn kết tiêu thụ, tăng lợi thế cạnh tranh và có tiềm năng lớn phát triển du lịch sinh thái. Ngoài ra, thành phố có hơn 477 ha cây ăn trái sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ đầu năm đến nay, thành phố nâng cấp và cấp lại 16 mã vùng trồng cây ăn trái của 4 đơn vị với tổng diện tích 140 ha. Lũy kế đã cấp và đang quản lý 51 mã vùng trồng của 16 đơn vị trên các loại cây trồng như nhãn, vú sữa, xoài, xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Trung Quốc và EU. Tin vui cho người trồng mít ở miền Tây. Trong 6 tháng đầu năm nay, mít Thái vươn lên xếp thứ 3 trong nhóm các loại trái cây có giá trị xuất khẩu lớn nhất. Đây cũng là loại trái cây có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu khá nhanh trong vài năm gần đây. Nếu trong quý đầu năm 2019, mít là loại trái cây có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 8, sau thanh long, sầu riêng, xoài, chuối, dưa hấu, nhãn, măng cụt với kim ngạch đạt hơn 25.800.000 đô la Mỹ, thì đến quý đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu mít đã vượt lên xếp vị trí thứ 5 sau thanh long, xoài, chuối và dưa hấu với kim ngạch đạt gần 31.300.000 đô la Mỹ. Trong 5 tháng đầu năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu mít lớn thứ 4 và tính trong 6 tháng đầu năm nay, mít có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 3 trong nhóm các loại trái cây có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất. Ngoài việc bán tươi, mít của Việt Nam còn được các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu với kim ngạch đạt 8.500.000 đô la Mỹ. Cũng là một thông tin vui dành cho bà con nông dân, đó là từ cuối tháng 3 đến nay, giá cá kèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu liên tục tăng cao.
nghề nuôi cá kèo thâm canh tại Bạc Liêu đã phát triển từ nhiều năm nay, nhưng chưa bao giờ người nuôi lại trúng giá như hiện tại. Hiện cá kèo được thương lái thu mua tại ao với giá dao động từ 180.000 đồng đến 220.000 đồng một ký, cao hơn từ 90.000 đến 100.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm trước. Với mức giá này, người nuôi cá kèo thu lãi khá cao. Theo các thương lái, thời gian gần đây do nhu cầu tiêu thụ cá kèo tươi cũng như khô cá kèo tăng cao, trong khi nguồn cung khan hiếm là nguyên nhân chính dẫn đến cá kèo tăng giá. Cá kèo có thể nuôi được quanh năm, tuy nhiên theo ngành chức năng, để tránh nguồn cung vượt cầu, bà con không nên vì lợi nhuận trước mắt mà phát triển ồ ạt diện tích nuôi. Đồng thời khi thả nuôi phải chú ý phòng chống một số loại bệnh thường xuất hiện trên cá kèo như tụt nhớt, bệnh trắng đuôi, bệnh nhiễm khuẩn huyết Aeromonas để mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài. Quý khán giả thân mến, cách đây hơn một năm, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản gọi tắt là JICA phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ thực hiện thí điểm mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt khu vực đô thị. Theo đó, mô hình được thực hiện thí điểm tại 3 phường của quận Ninh Kiều gồm Tân An, An Cư và Cái Khế trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, sau khi dự án kết thúc, thì việc phân loại rác tại các địa bàn thí điểm có nơi còn duy trì một cách nửa vời, nơi thì trở lại như cũ. Vì sao? Mời quý khán giả cùng theo dõi. Khu vực 10 phường Tân An, quận Ninh Kiều có 359 hộ dân. Đây là một trong ba khu vực thuộc ba phường của quận Ninh Kiều, được chọn làm thí điểm thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Họ cắt cho một cái túi màu hồng với màu trắng, rồi một màu hồng thì về để đựng rác, cái màu trắng là mình để mình đựng đồ máy miễn mà mình làm miễn bể chai hay là đồ sành đồ thì mình để riêng, còn cái xà rác hàng ngày thì mình để riêng. Thấy vậy tốt, đi vậy phân loại rác để thực hiện cái chương trình này rất là tốt. Không phải riêng trước đây của Nhật Bản mà trước đây cũng có thành phố cũng có làm cái vấn đề là phân loại rác rồi, thì qua đó thì khu nói chung là cái khu vực 10 đã cũng đã bà con cũng đã có cái ý thức. Tuy nhiên theo ghi nhận tại khu vực 1 phường An Cư, nơi cũng được triển khai mô hình thí điểm như tại khu vực 10 của phường Tân An thì lại khác. Sau này hết cái dự án đó thì cũng không còn bọc để phân loại, thứ hai nữa là thấy tại xe rác đó, lại lấy tập trung á, cái gì mình phân loại không phân loại thì họ cũng để chung vô một xe, cho nên sau này người ta cũng không phân loại nữa. Nếu mà không được cấp túi thì bà con chỉ bỏ chung ba loại rác, bỏ chung một túi thôi. Kiến nghị của bà con là đề nghị cái chỗ phòng quản lý đô thị đó là tiếp tục phải chuyển giao lại cho bà con là trong vấn đề thực hiện phân loại rác. Được biết tổng số có khoảng 1.000 hộ dân thuộc ba phường nói trên của quận Ninh Kiều được chọn thí điểm trong dự án. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng theo đánh giá chung, mô hình đã tạo được sự chuyển biến lớn trong việc phân loại rác thải tại hộ gia đình. Tuy vậy, hiện dự án đã kết thúc cách nay hơn một năm. Cái việc phân loại đó thì hiện nay thì nó phù hợp với cái luật bảo vệ môi trường mới, tức là người dân sử dụng rác bao nhiêu thì phải trả với một cái số tiền tương ứng, thì cái đó nó phù hợp với luật bảo vệ môi trường mới. Cái thứ hai là cũng cái việc phân loại rác từ nguồn á, thì cũng giúp cho cái việc mà thu gom quản lý cũng như là xử lý chất thải rắn sinh hoạt thì được tốt hơn. Tuy nhiên là dự án tới thời điểm năm 2021 thì cũng đã kết thúc, thì trong quá trình mà sơ tổng kết thì quận Ninh Kiều cũng có đề xuất sở là kiến nghị là có thể là một là kéo thời dài thêm dự án, còn hai là cho nhân rộng cái mô hình này ra các phường còn lại trên địa bàn quận cũng như là trên địa bàn thành phố để tạo được cái thức của người dân đối với cái luật bảo vệ môi trường năm 2020. Một dự án thiết thực góp phần hình thành nên thói quen tốt, có lợi cho môi trường cũng như nếp sống văn minh đô thị. Vì vậy rất cần được tiếp tục duy trì và nhân rộng. Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện 23.000 lít và trên 2,6 tấn dầu nhớt mỡ bôi trơn, phụ gia, nghi giả các thương hiệu dầu nhớt nổi tiếng. Theo công an, qua thời gian theo dõi khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8, đối tượng Nguyễn Văn Lý, sinh năm 1992, ngụ thành phố Châu Đốc, đang lên xuống dầu nhớt từ xe ô tô tải vào phòng trọ Lý thuê ở thành phố Châu Đốc, thì tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh ập vào kiểm tra. Kết quả phát hiện trong xe tải các phòng trọ mà Lý thuê cũng như địa điểm kinh doanh của Lý có khoảng 23.000 lít và trên 2,6 tấn dầu nhớt mỡ bôi trơn, phụ gia, nghi giả các thương hiệu Castrol, Shell, Motul, Honda, Yamaha, Kubota. Ước tính ban đầu trị giá hàng hóa khoảng 3 tỷ đồng.
thân mến, quý khán giả đang theo dõi chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, mặt trời là nguồn cung cấp ánh sáng xanh tự nhiên duy nhất. Còn lại những ánh sáng xanh nhân tạo đều không tốt cho sức khỏe, mà nhất là ánh sáng xanh trên các thiết bị điện tử. Mặc dù lượng ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử không đáng kể, nhưng thời gian và khoảng cách mà chúng ta tiếp xúc trực tiếp với các màn hình điện tử ngày càng nhiều khiến sức khỏe bị ảnh hưởng về lâu dài, nhất là trẻ em. Một trong nước ban mai tiếp theo chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu ánh sáng xanh ảnh hưởng đến trẻ em như thế nào, quý vị nha. Điện thoại, các thiết bị điện tử được trẻ xem là trò tiêu khiển lý thú trong thời gian nghỉ hè hoặc cha mẹ đi làm. Mẹ con thường chơi tàn lông với bạn, chạy xe đạp với bạn. Mình chơi máy tính 30 phút, mẹ dặn. Em đó thì con có 45 phút học lập trình trên mạng. Nếu chơi nhiều quá thì mắt con sẽ bị hư mắt. Có chơi dạ là cỡ 2 tiếng. 2 tiếng đó thì là không phải là do con tự chọn mà cha mẹ con kêu là chơi 2 tiếng thôi, chơi nhiều sẽ ảnh hưởng tới mắt. Dạ, chơi 2 tiếng xong con nghỉ, tới chiều mới chơi nữa. Con thấy mờ mờ là con nghỉ. Mấy đứa cha nhỏ nhà chị thì cũng có, nhưng mà chủ yếu là học thì nhiều. Còn chơi thì chị cũng hạn chế dữ lắm. Như là học thì mình cũng chia ra, kêu nó chia ra vài tiếng đồng hồ vậy đó. Rồi ngưng rồi hả, tiếp tục học nữa. Nếu như mà kéo dài thời gian mà tiếp xúc với điện thoại hay màn hình vi tính gần quá thì nói chung là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Buông ra là mắt có thể là chảy nước mắt hoặc là nó bị khô mắt này nọ nữa. Thành ra là cũng có ảnh hưởng nhiều nếu như mình tiếp xúc thường xuyên. Cái hạn chế lớn nhất của cái màn hình máy vi tính cũng như là di động hiện nay đó là ánh sáng màu xanh. Khi bé nhìn liên tục vào màn hình thì chắc chắn ánh sáng màu xanh nó sẽ ảnh hưởng đến mắt. Thì nó gây biểu hiện một cái triệu chứng gọi là khô mắt. Tức là bé cảm thấy nó gắt mắt, khó chịu mắt khi nhìn lâu dài. Cái thứ hai là khi nhìn gần, bé phải điều tiết nhiều. Chính vì điều tiết nhiều đó, nó cũng làm trầm trọng thêm cái tình trạng cận thị. Hoặc là bé chưa cận thị do nhìn gần nhiều thì cũng gây ra một cái hiện tượng người ta gọi là cái cận thị do điều tiết. Để hạn chế cái tác dụng ánh sáng màu xanh, chúng ta cũng hài hòa hay là cân đối vấn đề dinh dưỡng cho bé cho tốt. Cái thứ hai cũng phải dành thời gian cho con em của mình thì mới đảm bảo cái sức khỏe cho đôi mắt của bé về sau. Mặc dù những thiết bị điện tử hữu ích cho việc học tập và làm việc, nhưng cần sử dụng các thiết bị điện tử đúng cách và phải biết bảo vệ đôi mắt luôn được khỏe mạnh. Quý khán giả thân mến, xã hội càng phát triển, vùng nông thôn cũng không ngừng thay đổi. Hệ thống cầu đường thông suốt là những niềm vui và ước nguyện của bao người. Nhưng với nhiều người, ký ức về làng quê thôn xóm, đó là dòng sông, chiếc xuồng ba lá hay cây cầu khỉ luôn gắn bó mật thiết với đường quê, ruộng đồng và người nông dân Nam Bộ. Hình ảnh cây cầu khỉ xưa kia mảnh mai duyên dáng và lắc lẻo ngang sông để bắt nhịp đôi bờ là những hình ảnh thật khó mà quên trong ký ức của mỗi người dân quê Nam Bộ. Cái nhỏ giờ nó không biết, cầu khỉ ở đó đi nó nguyện đó, vẫn phải đi, hay gán đeo rồi đi. Bây giờ đâu có cầu khỉ đâu, bây giờ lắp hết trơn rồi, bỏ cầu khỉ ở đây, giờ đường làm đi liền rồi, xe chạy ào ào chứ lộ á. Hồi trước thì mỗi lần mà qua cái con kinh đó là người ta bắt cầu khỉ không à, đó mình mới qua con kinh rồi qua ruộng nó được, còn bây giờ là ít lắm. Bây giờ cái đường lỗ người ta lên văn minh đô thị rồi phải làm cái cầu bự bự không à. Ít cầu khỉ lắm, còn một hai cái cầu khỉ thôi. Hồi xưa em ở dưới quê á, chị là đi là ra thấy rất là nhiều cây cầu khỉ. Còn bây giờ á thì lớn lên rồi, đi học rồi khi mà quay về á thì thấy là đa phần là cầu bê tông, cầu khỉ bây giờ á còn rất là ít. Lâu quá rồi không có đi lại nên là sợ, chứ hồi xưa thì đi thường nên là bình thường hà. Có khi chạy qua chạy lại luôn nữa. Hồi xưa là ở phía đây này là có cầu khỉ. Nhưng mà sau này cái làm cái nền xi măng nền nhựa hết trơn thì không có còn cái cầu khỉ nữa. Thì hiện đại rồi mình cũng rất phấn khởi, cái xã, cái huyện của mình nó lên được cái cầu xi măng rồi thì mình cũng, người dân mình rất phấn khởi, rồi xe đồ đi lại rồi thuận tiện rồi. Mặc dầu mình đi được cầu xi măng nhưng mà mấy cái cầu khỉ ngày xưa cũng vẫn còn trong cái ký ức của mình.
nhớ lại cái tuổi thơ của mình hồi đó thấy nó yên bình lắm. Bây giờ thì cầu bê tông đồ không rồi, ít cầu khỉ nên ít có cái kỷ niệm như hồi xưa. Thời buổi giao thông nông thôn phát triển, cây cầu khỉ được thay dần bằng những cái cầu bê tông cốt thép. Nhưng thực tế, hình ảnh nên thơ của cầu khỉ đâu đó vẫn còn tái hiện trưng bày ở những khu du lịch hoặc vẫn còn hiện diện ở các làng quê thôn xóm, để đôi lúc vô tình chúng ta được trở về với ký ức tuổi thơ. Thưa quý vị, khởi nghiệp đang trở thành làn sóng mới trong giới trẻ. Nhưng làm thế nào để biến ý tưởng thành dự án khởi nghiệp? Bởi vì câu chuyện khởi nghiệp không chỉ cần đam mê mà còn nhiều yếu tố khác. Bình Minh Năng Động hôm nay mời quý khán giả cùng nghe chia sẻ của các bạn trẻ đã khởi nghiệp thành công. Tại thành phố Cần Thơ, tranh gạo Tấn Bũ đã không còn xa lạ trên thị trường. Cậu sinh viên ngành tài chính ngân hàng sau khi ra trường năm 2016 đã bắt tay khởi nghiệp làm tranh gạo với số vốn ban đầu là 30 triệu đồng, cộng thêm 50 triệu đồng vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội dành cho thanh niên lập nghiệp. Và 5 năm qua, với niềm đam mê hạt gạo quê mình, khu Tấn Bũ đã tạo ra những bức tranh gạo nghệ thuật có giá trị cao, được nhiều người biết đến. Tháng 11 năm 2020, sản phẩm tranh gạo của Bũ được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xếp hạng 4 sao trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Khi mà khởi nghiệp, ngoài cái đam mê của các bạn ra thì các bạn phải là thực hiện chúng một cách quyết liệt và phù hợp với hoàn cảnh, và luôn lắng nghe những cái người đi trước truyền đạt lại cho mình. Song song đó phải lắng nghe được cái khách hàng của mình nữa. Tại vì chính khách hàng là người để giúp cho mình có thể tồn tại được cái mô hình kinh doanh của mình hay không. Chỉ với vỏn vẹn 7 triệu đồng tiền vốn vào năm 2016, sau 6 năm khởi nghiệp, các bạn trẻ thuộc công ty BM Grab qua giấy và quà tặng Handmade Cần Thơ đã có doanh thu hàng tháng gần 100 triệu đồng. Cùng với việc không ngừng học hỏi để làm hoa đẹp hơn, đưa ra nhiều ý tưởng đồ dùng trang trí độc đáo, các bạn trẻ của công ty còn đi học thêm về thiết kế để sản phẩm của mình chỉnh chu hơn khi đến với khách hàng. Thật sự là ngoài đam mê ra thì các bạn cần phải kiên trì và học hỏi, sáng tạo không ngừng để những sản phẩm của mình có thể hoàn thiện hơn, và họ công nhận điều đó. Đó cũng là một trong những động lực để chúng em có thể phát triển hơn và phục vụ được nhiều khách hàng hơn. Còn với bạn Trần Kiều Trang ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, từ sở thích bài trí món ăn và đam mê sưu tầm các loại gốm sứ đã trở thành động lực cho bạn mở cửa hàng kinh doanh những sản phẩm mình yêu thích và đem lại nguồn thu nhập ổn định. Theo mình nghĩ thì ở bất kỳ lĩnh vực nào nó cũng có khó khăn riêng của nó. Quan trọng là mình biết vượt qua khó khăn, và quan trọng là khó khăn nó từ đam mê sở thích của mình thì sẽ dễ dàng vượt qua thôi. Từ các bạn trẻ khởi nghiệp thành công cho thấy, đam mê là yếu tố quan trọng, nhưng bên cạnh đó cần tính kiên trì để theo đuổi ước mơ khởi nghiệp thành công. Thưa quý khán giả, lá ổi là nguyên liệu không khó tìm trong thiên nhiên. Ngoài công dụng nấu nước để xông người mỗi khi cảm lạnh, thì một nhóm học sinh của trường Trung học Phổ thông Hà Quy Giáp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ còn dùng lá ổi để chế tạo nước rửa chén. Đây là sản phẩm các em đưa đến với cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên di động thành phố Cần Thơ năm 2022. Đây là sản phẩm nước rửa chén chế xuất từ lá ổi và bồ hòn do bốn em Nguyễn Tiến Duẩn, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Ngọc Trọng và Nguyễn Mạnh Hùng, trường Trung học Phổ thông Hà Quy Giáp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ thực hiện. Để cho ra một lít rửa chén như thế này thì cần các công đoạn. Đầu tiên là em sẽ tạo dịch chiếc bồ hòn bằng cách xoay những bồ hòn và nấu với nước trong vòng 30 phút. Sau đó em sẽ lên men bồ hòn với dịch men vi sinh. Thì sau khi em thuộc men vi sinh, em sẽ làm ra dịch chiếc lá bằng cách em đun sôi lá ổi và vỏ bưởi. Sau khi em tạo ra được dịch chiếc lá và dịch chiếc bồ hòn đã lên men, thì em sẽ chọn hai cái đó lại và em thoa bột nha đam vào để em trong 24 giờ cho cạnh lánh xuống, em lọc và em sẽ làm được cái sản phẩm nước như thế này. Hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều các loại nước rửa chén, nhưng mà đa số là các nước rửa chén được sản xuất từ các loại hóa chất, người ta gọi chung đó là nước rửa chén công nghiệp. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng nước rửa chén công nghiệp lâu ngày mà có thể chúng ta tiếp xúc với nó trực tiếp hàng ngày thì có thể là gây một số các bệnh về ngoài da tay. Mà lâu dần nếu như chúng ta sử dụng mà chén dĩa mà có đọng lại hoặc là còn tồn dư lại nước rửa chén trên chén dĩa thì lâu dần cũng sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe.
để mang sản phẩm tốt nhất đến với cuộc thi, nhóm 4 em học sinh đã khảo sát và lấy ý kiến của người dân xung quanh sau khi sử dụng sản phẩm nước rửa chén chiết xuất từ thiên nhiên này. Chúng em đã thử nghiệm phát cho gần 30 hộ dân tại các vị trí khác nhau, cũng như là các hộ dân mà nằm trong địa bàn ấp của chúng em. Thì đa số là các cái đánh giá thì đều 100% là cái nước rửa chén này không hại da tay, cũng như là không ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn tại vì đó là nước rửa chén hữu cơ cho nên là cái mùi của nó sẽ không bằng nước rửa chén công nghiệp. Nhưng mà chúng em đã khắc phục bằng cách thêm những cái hương liệu thành phần tự nhiên như là tinh dầu vỏ bưởi hoặc là các cái loại tinh dầu có nguồn gốc từ thiên nhiên thì có thể giúp làm cho nước rửa chén dễ chịu hơn. Mặc dù chỉ là sản phẩm mang đến với cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Cần Thơ, chưa biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng qua đây cho thấy ngoài sự sáng tạo của các em học sinh còn có ý thức về bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tới đây, sản phẩm vẫn sẽ được các em hoàn thiện để mang đến một sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe người tiêu dùng. Và đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Tây Đô ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.